Dạ, chào các bác, quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền, có địa chỉ là xóm 7 xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em này đang có một số phụ kiện đồ chơi cho xe đạp để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết để em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng với cho em địa chỉ, số điện thoại thì em ship hàng tận nhà, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào xích trước đi các bác ơi. Ở đây thì em đang có xích của Shimano. Đây là xích sử dụng cho những cái bộ group 10S các bác nhé, 10 lít các bác ơi. Cái dòng này thì nó dùng chung được Duracer Ultegra Shimano 105 các bác nhé, 116 mắt, nó là dòng CN6701. Xích này nó là xích chính hãng các bác nhé, bảo hành trọn đời chính hãng. Cái này 900 các bác nhé, 900 một sợi. Cái này vận chuyển về thì cái hộp nó hơi xấu chút nên các bác thông cảm này. Hộp nó hơi xấu tí, 900 các bác nhé. Bảo hành trọn đời các bác là hàng chính hãng, nhận hàng kiểm tra. Đấy. Phát hiện hàng phê các bác không nhận các bác nhé, hoặc là hàng phê đền 1 gấp 10. Đấy. Các bác nhé, bảo hành trọn đời. Các bác đang sử dụng những cái bộ group 10 lít của Shimano, ví dụ như là 4.700, 5.600, 5.700, 6.700 hoặc là 7.800, 7.900 gì đấy. 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 Nói chung là cái dòng dòng xích 10 của Shimano nó chỉ có một cái mã này thôi, 6701, nó dùng được cho tất cả những cái bộ group 10 lít của Shimano các bác nhé, 900. Rồi bên đây thì em đang có đèn này. Đây là cây đèn Magic, thương hiệu nội địa của Trung Quốc các bác nhé. Em hơi bị ngại bóc cái hộp ra này, các bác thông cảm. Dòng này là dòng ZN900 các bác nhé. Cái thằng này nó bắt được lên ghi đông này, và nó bắt được vào cái giá treo đèn các bác nhé. Cái giá treo đèn nó nằm ở chỗ cái bô tăng các bác. Thằng này 880.000 một cái. Hàng này là hàng nội địa của Trung Quốc các bác nhé. Bây giờ mà các bác tìm những cái đèn mà nó sản xuất ở Nhật là không có đâu, hoặc là những cái thương hiệu lớn ý. Ví dụ như là thằng Garmin ấy. Thằng Garmin thì nó sản xuất Đài Loan nhưng mà nó rất là đắt. Một cái 800 lumen bây giờ nó rơi vào tầm khoảng gần 4 triệu các bác nhé. Các bác xài những cái hàng này thì nó sáng tương đương với thằng Garmin, cái dòng 800 lumen ấy. Đấy mà giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Thằng này nó có hai chế độ sáng các bác nhé. Chế độ đứng im và chế độ nhấp nháy này. Đấy, các bác muốn cho nó đứng im thì các bác nhấn hai phát liền. Muốn cho nó nhấp nháy thì cũng nhấn hai phát liền. Đấy, nó có 3 chế độ sáng đây. Đó, siêu sáng này các bác này. Nói chung là sáng lắm. Cái này các bác đi đêm, em nói thật các bác là ô tô nhìn thấy cái đèn này còn đang phải ngại đấy các bác này. Nó sáng lắm. Thân nó bằng nhôm, thằng này nó sạc lại được các bác nhé. Các bác dùng cái sạc điện thoại, sạc điện thoại bình thường các bác sạc lại được. 880.000 một cái, hàng nội địa của Trung Quốc, trung ương của Trung Quốc các bác nhé. Pin 5.000, chống nước cái thứ đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, nó dọi xài 141m này, 900 lumen. Thân này nó bằng nhôm các bác nhé, nó rất là sang. 900 một cái, bắt vào ghi đông hoặc là bắt vào cái giá treo đèn. Đó, thằng này thì nó là đèn, cái này nó là đèn gắn vào cái gọng của cái yên này các bác này. Đấy, cái này nó gắn vào như thế này các bác này. Đấy, nó rất là gọn các bác nhé, rất là gọn luôn. Đấy, thằng này 350 một cái. Đấy. Đây. Đấy, nó có nhiều chế độ nhảy lắm. Cái này nó có cả chế độ automatic các bác nhé. Automatic là nó tự động, các bác không cần về khởi động bằng tay nữa, cứ rung là nó sáng thôi. Nó có cái bát để các bác bắt vào cái gọng yên đây. 350.000 một cái. Thằng này nó cũng sạc các bác nhé, nó sạc bằng cái sạc điện thoại các bác. Mà thằng này pin nó trâu lắm, em dùng nó thật các bác là một buổi sáng, ví dụ mình đi tầm được khoảng tiếng, hơn tiếng là em cả tuần thì mới các bác mới phải sạc một lần các bác đấy. Nó rất là bền và nó rất là sáng,
pin nó rất là trâu các bác nhé. Đấy, hàng này cũng là hàng nội địa trung ương của Trung Quốc. Thằng này nó có cả hàng nhái các bác nhé, hàng nhái người ta bán rất là rẻ, nhái nó rẻ lắm. Đấy, thằng này nó có mã cốt mã vạch đầy đủ hết, hàng nội địa trung ương của Trung Quốc. Đó. 350.000 một cái, xài rất là sướng luôn, rất là ngon. Rồi bên đây em đang có một cái yên Brazil logo này. Cái yên này thì hôm trước là em có bán rồi. Có một bác khách bác ấy mua rồi nhưng mà về xong là kiểu như là cái bác ấy mông nó to ấy, mông nó to ngồi nó không hợp. Đây là có gửi lại cho em. Đây là một chiếc Brazil logo. Hàng lướt đã qua sử dụng mà cái da của nó sờ nó rất là sướng các bác nhá. Đây. Da của nó khá là êm này các bác này. Brazil logo một thương hiệu của Ý. Cái dòng này thì nó sản xuất ở Đài Loan quá nhá. Cái này thì các bác nào mông phải bé thôi. Chỗ to nhất nó 13 cm. Và cái chiều dài của nó là 26,5 cm. Đấy, thằng này thì cái chỗ mình để cái quả mông lên là nó thoải xuống, cái này ngồi rất là ôm mông. Bác nào mông bé thôi các bác nhá. Và da rất là ngon. Ở cái đằng sau thì nó có một cái vết nứt nhẹ đây các bác này. Đây. Tí đây các bác nhé. Cái này thì 550.000 các bác ơi. Em thưa các bác là nó hàng xịn mà nó rẻ hơn cả yên của Trung Quốc các bác nhé. Hàng xịn của Brazil logo. 550.000. Rẻ hơn cả yên của Trung Quốc các bác. Đấy, còn bên đây thì em đang có đồng hồ đo tốc độ của Kết Ai các bác này. Kate. Thằng này made in Japan các bác nhé. Nó sản xuất tại Nhật luôn. Cái này nó cao cấp nhất của dòng cái đai rồi. Dòng mắt mèo này rất là nổi tiếng. Thằng này thì nó bắt được lên ghi đông này. Nó bắt được ghi đông này, bắt được bô tăng này. Và nó bắt được cả cái giá treo đèn ở đằng trước ấy. Cái giá treo đèn thì em có bán ấy. Có bán cả cái giá treo đèn này. Các bác để cái đồng hồ trên này, xong rồi các bác để cái đèn này ở dưới này. Nhìn nó rất là gọn, nó rất là tiện. Đấy, xong rồi gắn thêm cái đèn cọc yên này vào đèn này vào cái chỗ cái gọng yên ấy. Nhìn cái xe nó rất là gọn các bác nhé. Chứ nó không lủng củng, nó không như kiểu là mấy bác mà các bác dùng cái đồng hồ với lại cái đèn nó chung vào với nhau ấy, nó to như cái bàn tay để ở trên cái ghi đông, nhìn nó rất là xấu. Thằng này các bác treo kiểu thế thì nó rất là gọn, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, chiếc này thì 970.000 các bác nhé. Thằng này nó có cả led này. Nó có hỗ trợ cả led để các bác đi ban đêm. 970.000. Dòng này thì nó vẫn là sử dụng cảm biến, nó có một cái cục nam châm nó bắt vào cái nan hoa, và một cái cảm biến thì nó bắt vào, các bác thích bắt vào ghi đông vào cái càng đằng trước hoặc là cái đuôi càng đằng sau. Đó, thằng này thì nó bền lắm. Các bác không bao giờ phải lo sóng sánh gì các bác nhé. Không bao giờ phải lo sóng sánh. Pin thì các bác xài vài tháng cả năm thì mới phải thay. Chứ thằng này không cần phải xài. Pin nó là dạng pin cúc áo các bác. Các bác ra cái tiệm đồng hồ các bác mua thì nó vào khoảng 20 hơn 20 nghìn một cục thôi. Đấy, về thay dùng cả năm luôn. 970.000, nó của Nhật. Dòng này thì nó rất là bền, rất là trâu bò rồi. Đấy, và cái độ chính xác của nó rất là cao các bác nhé. Rồi bên đây thì em đang có một cái kính này. Có một cái kính của Nike, hàng mới nguyên hộp luôn. Cái này hôm nay để cho các bác giá rất là mềm mại luôn. Hàng xuất Nhật các bác nhé. Sách vở rất là nhiều. Đây, sách vở đây. Bác nào thông thạo tiếng Anh này, về các bác nghiên cứu. Sách vở rất nhiều các bác nhé. Hộp đây. Của Nike. Hàng mới đấu giá bên Nhật về đấy. Đây nó có một cái hộp này, hộp nhựa của nó sang lắm. Cái hộp của cái thằng Nike này cầm rất là sướng. Ở ngoài nó là cái dạng nhung này các bác. Sờ nó như kiểu này. Đây. Nói chung là nó rất là xịn sò các bác nhé. Cái này hôm trước em đang bán 2 triệu này. Đấy, 2 triệu là các bác đã có một cái kính Nike xịn này. Đây thì nó có một cái khăn lau mắt các bác này. Đấy. Cái khăn này rất là mềm các bác nhé. Mềm cực kỳ luôn. Các bác lau cái mắt kính là các bác phải dùng những cái loại khăn như vậy. Rất chi là mềm. Hàng xuất Nhật các bác nhé. Đấy, mới. Cái này form đẹp lắm đấy các bác ơi. Form lên mắt cực đẹp luôn. Em đo cái size các bác này. Cái này thì cái size mặt là
lọt lòng 13.5 các bác nhé, 13.5 mới luôn. Đấy, cái mắt của nó có cái màu hơi tím tím. Em đo thử cái chỗ cái này xem nào. Cái này là 4,5 các bác ơi, 4,5. Thằng này lên form đẹp lắm, em đeo thử. Ồ, đeo nó rất là ôm mặt quá nhá, rất là ôm mặt. Nói chung là cảm giác nó rất là sướng luôn. Nhìn ra ngoài trời này, có gì nhìn ra ngoài trời nó râm, nó mát. Nói chung là ngon lắm các bác ơi, rất là ngon quá nhá. Các bác mua cái này về các bác đi đạp xe này, hoặc là các bác đi chơi, đi chơi rất là ok, đẹp. Cái này hôm trước em bán 2 triệu ấy. Đấy, hôm nay bác nào lấy thì em để cho các bác 1.850.000 các bác nhé, 1.850.000 cái kính này, hàng chính hãng của Nai xuất Nhật các bác nhé, 1.850.000 mới nguyên hộp luôn. Đấy, cái hàng này các bác nhiều khi các bác đi mua ở trong các cái cửa hàng hiệu hiếu cái thứ cũng chưa chắc đã mua được hàng xịn đâu. Cái hàng này của em thì bảo hành cho các bác là hàng xịn và là hàng em mua bên Nhật về. Đấy, sách và cái thứ hướng dẫn sử dụng đầy đủ hết. À, sang bên đây thì em đang có đây, em đang có 2 mẫu bình nước này các bác này. Đấy, nó chỉ có mỗi 2 mẫu này thôi các bác nhé. Cái hàng này thì cái số lượng nó không có nhiều đâu. Hàng này một thùng về thì nó chỉ có 2-3 cái thôi các bác ơi. Cái này là em phải nhặt đấy các bác này. Em phải nhặt các bác nhé, em phải chấp nhận cái giá cao hơn so với cái giá những cái chiếc bình so với giá của những cái chiếc bình và những chiếc bình mà nó kiểu nó có cái nước sơn khác các bác. Đấy, cái dòng này thì nó là dòng tài trợ cho Tour de France. Đây, nó có cái tem 7 màu được các bác này. Đấy, đây đó. Cái này thì nó, cái này thì nó dán đây. Đấy, cái thằng này thì đây, nó là Elite, thương hiệu của Ý và nó sản xuất ở châu Âu các bác nhé. Đây, nó mã là made in HR này các bác, sản xuất ở châu Âu. Đấy, dung tích là đây, cái này của Ý các bác nhé, dung tích là 550 ml. Bản này là bản tài trợ Tour de France các bác nhé, số lượng không có nhiều. Đấy, không có nhiều các bác nhé. Đấy, đây. Đấy. Cái này thì em nhặt nên là giá nó sẽ cao hơn. Ở trước em bán những cái chiếc bình những cái chiếc bình khác ấy, nó cũng là hiệu Elite như này, nhưng mà nó có những cái màu sơn khác thì giá là 250. Cái này em phải chấp nhận là em nhặt và cái số lượng nó không được nhiều, và cũng chấp nhận là cái giá nó cao hơn. Đấy, cái bình này thì nói chung là gần như mua hộ được các bác thì nhá, 300 một cái, ship các bác tự trả các bác nhé. Đấy, nó chỉ có ít thôi, mấy cái thì các bạn có mấy cái thôi. Đây, đây. Đây là tổng ở đây em có 4 cái này. Chắc ở trong thùng nó còn mấy cái nữa thôi. Nói chung là bác nào phải nhanh thì mới còn các bác nhé. Đây, với cái dòng này nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng nó mới về các bạn. Rồi bên đây em đang có một cái quần này. Một cái quần Nanlini made in Italia. Chiếc này 1.050.000, hàng mới chưa qua sử dụng. Cái này nó size M. Cho bác nào khoảng 65 cân các bác nhé. 65 cân. Đây, ở bên hông thì nó có cái chữ ốc BA đây. Đây, đây. Nó là hàng mới. Hàng mới và là nó là hàng trưng bày các bác nhé. Đây. Cái chỗ này là nó sơn. Nó sơn các bác này. Đây, nó cũng có những cái vết nứt rồi. Nó là hàng trưng bày ở trong cửa hàng các bác. Đấy, cái vải của nó sờ nó sướng lắm các bác này. Vải Ý nhưng nói chung là không thể chê được đâu các bác. Vải thì miễn chê luôn. 1.050.000 các bác nhé. Đây, cái dòng này thì cái bỉm của nó khá là mỏng. Bỉm nó khá mỏng các bác ơi. Đây. Thằng này cái bỉm nó may cao phết. May nó khá cao. Đây, các bác. Nanlini. 1.050.000 các bác nhé. Sản xuất tại Ý luôn, made in Italia. Đấy. 65 67 cân gì đấy các bác nhé.
Rồi mới 1.050.000. Rồi sang bên đây thì em đang có mấy mẫu áo cộc tay các bác ơi. Đợt này thì hàng nó về chậm quá. Hàng về quá chậm các bác ơi. Em bán nốt này là mai thì mai là chắc là em nghỉ này. Chủ nhật là em nghỉ tại nó không có hàng để bán. Thứ hai nữa. Thứ hai cũng nghỉ các bác nhé. Thứ hai là em cũng không còn hàng để bán các bác ơi. Đấy nên là hôm nay còn mấy cái mẫu áo cộc tay này. Đấy, mang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy, trong lúc chờ hàng mới về. Đấy, đây là một chiếc chiếc Lacoste con gà size M cho bác nào khoảng 60-65 cân. Hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất là mới quá nhé. Cái này thì cái nách của nó là 46. Và cái chiều dài lưng thì là 68 các bác nhé. Đấy, cho bác nào khoảng 60-65 đấy, bác nào muốn mặc cho nó ôm đẹp ấy, thì khoảng 67 cân các bác nhé. Cái này thì 650.000 các bác ơi. 650.000 thằng con gà xuất Nhật các bác nhé. Đấy. Vải còn rất mới quá nhé, nói chung là hình thức còn mới lắm. Đấy. Cái này nó cũng sẽ có một vài cái vết vết bẩn các bác về các bác giặt các bác nhé. Đấy, đây. Ba túi này, vải khá là ngon. Nói chung là ngon hơn mấy cái áo của Trung Quốc. Các bác mua cái loại 4-500 các bác, ngon hơn rất là nhiều và nó là hàng xịn các bác nhé. Hàng xịn Lacoste con gà, hàng xuất Nhật. Mà cái áo hàng xịn thì mình cảm giác mình vẫn tự tin hơn các bác ơi. Rồi bên đây thì em có một chiếc áo của Shimano các bác ơi. Đấy, chiếc này còn đẹp như mới luôn. Chiếc này nó có size của hãng là size XL. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Cho bác nào khoảng 68 cân đổ lên các bác nhé. 68-70, hơn 70 cân chút gì đấy. Cái này nó dài rộng nách là 45. Đấy. 45 size XL của người châu Á các bác. Asia là người Đông Nam Á các bác ơi. Cái này thì dài là 71. Đấy. Nó còn rất là mới quá nhé. Đấy, chiếc này thì 730.000. Đây các bác nhìn cái tem của nó này. Tem của nó này. Chưa có một vết nhăn nào luôn, nó mới như trong cửa hàng ra. Áo này các bác không buồn quá này. Đấy, đây. Quá mới luôn. Rồi. Và tiếp đến là một chiếc áo con gà. Cái chiếc này thì của một anh khách, anh ấy gửi em bán hộ ngày trước cũng mua của em này. Nhưng mà về mặc nó hơi rộng. Hơi rộng. Anh này anh ấy cao 1m74-75, anh nặng qua 62-63 cân thôi. Nên là mặc cái này nó hơi rộng. Đấy. Đầu tiên là kiểu cũng lớn, cũng đứng tuổi rồi các bác. Cũng có con lấy vợ lấy chồng rồi. Đầu tiên là mặc là muốn mặc cho nó rộng. Đấy, về sau là nghe em ấy, nghe em khuyên là nên mua những cái chiếc áo nó đắt hơn một chút, về mặc nó ôm vào người, form nó rất là đẹp và mặc nó rất là mát. Đấy, anh cũng mua thử đâu một cái về mặc thấy thích quá. Vậy mua thêm mấy cái nữa. Bây giờ là những cái chiếc áo này là anh ấy mặc là nó rộng. Bây giờ là anh ấy nhờ em bán lại, bán hộ các bác. Size M. Cho bác nào khoảng 60-65 cân. 60-60 cân thì các bác mặc nó sẽ rộng các bác nhé. Các bác nào thích form rộng thì mặc. Còn bác nào khoảng 65 cân thì mặc nó sẽ ôm hơn chút. Cái này cái nách của 44. Anh này nhiều áo lắm, anh ấy rất là ít mặc. 67. Đó. Cái này thì 400 các bác nhé. 400. 400 size M. Con gà thương hiệu của Pháp. 400. Đây nó có 3 túi. 400 các bác nhé. Cái này nó cũng có những cái có vết bẩn này. Đây. Cái vết bẩn này có dầu các bác nhé.
tí dầu đấy. Các bác về giặt lại 400 cái này các bác nhé, 400. Rồi tiếp đến là một cái này nữa này, cái này là một chiếc Zen Izumi. Đấy. Chiếc này nó cũng nó size của hãng này, size của hãng đây. Để em tìm ở cái tem ở hông đây. Chiếc này thì size L. Size L các bác nhé. Size L cho bác nào khoảng 65 67 cân này. Cái này thì cái nách của nó là 45, cái L này 45 và cái chiều dài của nó là 65. Đấy, còn rất là mới quá nhé. Đấy, size L Izumi của Nhật 450 các bác nhé, 450 chiếc này. Hôm nay là áo của em các bác nhé, chứ không phải là bán hộ đâu. Đấy, hôm nay bán cho các bác cái này là lỗ này các bác này, này có phản quang này, ba túi này, này có túi có khóa các bác nhé, 450. Các bác muốn mua một cái áo để mà nó chuẩn với cái size của mình thì các bác cứ giải ra các bác đo như em này. Nó sẽ chuẩn các bác nhé. Quan trọng nhất là cái nách này các bác này. Tiếp đến là một chiếc Shimano nữa. Chiếc này thì size L. Size L. Cái chiều dài cái nách của nó là 44. Cái này dài khoảng 67 các bác nhé. Cho bác nào tầm đầu khoảng 65 67 cân. Các bác mà muốn mặc ôm đẹp thì 68 70 cân. Chiếc này 600 các bác ơi, thằng này tem rất nhiều nhưng mà thằng Nhật đã cắt mất rồi. Đây. Chiều cao là 1m72 đến 1m78 này các bác này. Đấy, vòng ngực là 94 đến 97. Đó. Tem rất nhiều các bác nhé. Thông số đầy đủ hết nhưng mà anh Nhật đã cắt mất rồi. Nó còn rất là mới đấy các bác nhé. Vải khá là ngon. 600. Rất mới, 600. Tiếp đấy là một chiếc Shimano nữa. Nói chung là mấy cái chiếc áo này của em nó cũng như hàng tuyển thôi, nó đẹp lắm. Chiếc nó có logo Shimano này. Đẹp, xuất sắc luôn các bác nhé. Chiếc này size M cho bác nào khoảng 60-65 cân. Và chiếc này nó có một cái màu rất là đặc biệt. 65 cân thì mặc nó ôm, còn 60 cân thì các bác mặc là vừa phải các bác nhé. Đấy, cái nách 42. Thằng này nó là form ôm các bác nhé. Cái dài lưng là 67. Chiếc này thì 630.000. Cái này thì vải nó mềm hơn mấy cái áo kia. Mà nó cũng còn rất mới các bác nhé. Mới cực kỳ luôn. Có 3 túi các bác nhé. 3 túi. Mới dã man luôn các bác nhé. Các bạn nhìn này. 630.000. Rồi tiếp đến là một chiếc Canon đeo. Canon đeo. Chiếc này thì nó sản xuất tại El Salvador. Đó. Chiếc này thì các bác khoảng 60-65 cân. 60-65 cân gì đấy các bác nhé. Để em đo cái nách này. Cái nách này thì nó vào khoảng 42.5, 43 gì đấy. Cái cổ nó thì 67 các bác nhé, 60-65 cân. Đấy. Chiếc này thì 650.000. Thằng này thì cái vải của nó ngon hơn là mấy thằng áo của Shimano. Đây. Bên hông nó là lưới các bác này. Còn cực kỳ mới các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Vải nó sờ nó mát lắm. 650.000. Co giãn. 650.000 các bác nhé. Rồi cuối cùng là một chiếc áo check. Chiếc này thì em cũng bán hộ các bác này. Một chiếc áo Santini sản xuất cho check. Đây là một chiếc áo, nó có một cái chất vải đây các bác này. Đó. Một cái là cái màu của nó thì nó hơi kén thôi các bác ơi. Cái này bữa trước là của một bác cũng sáu mấy tuổi bác cái mặc. Nhưng mà thấy mọi người bảo là nó sáng quá. Bác này bác cái sáu mấy nhưng mà bác cái
cái phong cách của bác ấy nó trẻ lắm, mặc toàn áo màu sáng thôi, và là phải là cái chất vải đời mới mặc nó phải bó dính sát vào người. Đấy, cái này mọi người chê quá nên là bác cứ nhờ em bán lại hộ này. Cái này cái nách của nó là 45.5, nó có size của hãng là size M các bạn. Cái dài là 65 năm thì bác này bác có 65 cân, bác mặc cái áo này là đẹp các bác nhé. Santini made in Italia. Đấy, chỗ này nó có cả cờ Ý đấy các bạn, và nó có logo của Santini, hàng xịn các bác nhé. Đấy. Đây. Đó. Bác nào mà không ngại cái màu này, em thật các bác là mặc cái áo này là cái chất vải của nó ngon lắm. Nó ba túi này. Đó. Bác này bác cao 1m65 và nặng 65 cân, mặc là hoàn hảo luôn các bác nhé. Bên hông này. Chiếc này thì bác cứ nhờ em bán lại thì các bác với giá là 650.000 các bác nhé. 650.000. Cái này nó chỉ tại mỗi cái màu thôi. Chứ còn cái này nó mà là một cái màu đỏ hoặc là một cái màu khác đấy, là cái chiếc áo này nó giá trị nó sẽ cao hơn rất nhiều các bác nhé. 650.000. Rồi các bác có nhu cầu sử dụng mặt hàng nào thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0936525998. Số này em có kết nối cả Zalo. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.